Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hàng năm vào tháng 11, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đều tổ chức một đêm thương binh. Đã 14 năm qua, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã phát động chiến dịch gây quỹ yểm trợ thương binh vào tháng 11. Chiều Chủ nhật 19 tháng 11, với những cơn gió lạnh buốt ngỡ như mùa đông đang đến, tuy còn đến hơn một tháng, nhưng đã không làm nản lòng hơn 450 quý quan khách, quý thân hữu, quý đồng hương, quý hội đoàn, cùng với quý quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã đến với nhau tại nhà hàng Thần Tài thành phố Fortress, Virginia để tham dự tiệc gây quỹ yểm trợ thương phê binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong gần hai thập niên qua, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đều tổ chức vào tháng 11. Trước hết để tạ ơn những tự do, những điều may mắn mà chúng ta đang có được ở quê hương thứ hai, cũng như những người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Nhưng vẫn luôn nghĩ tới và mang ơn những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người trai thời loạn đã hy sinh tính mạng, thân xác, tương lai, gia đình để gìn giữ bờ cõi của Tổ quốc và bảo vệ một hậu phương an bình cho đồng bào. Tận đáy lòng chúng ta rất tự hào về những người lính Việt Nam Cộng Hòa và nhất là những người thương phế binh. Với những tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của mọi người, năm nay Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận cùng với các hội đoàn đã thu được hơn 26.000 Mỹ Kim sau khi trừ chi phí và hy vọng sẽ còn những tài chánh của những mạnh thường quân đã không thể đến tham dự, nhưng hứa sẽ đóng góp vào để mang lại một ít niềm vui và hầu xoa dịu phần nào nỗi thống khổ tột cùng của những người lính thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại quê nhà và biết rằng họ không bị lãng quên. Vọng về Tổ quốc giang sang, hỡi người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, xác thân tàn phá quê nhà, cây mùa xuân gửi chúc quà đầu năm. Sau đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam. Như mọi năm, Liên hội Cựu chiến sĩ mỗi năm chỉ tổ chức một lần gây quỹ. Để vào tháng 11 gây quỹ cho thương phế binh với hy vọng là trước Tết gọi được một số tiền nhỏ đến cho anh em thương phế binh quê nhà. Năm ngoái chúng ta có được trên 40 bàn và chúng ta khởi hành một cái chương trình mạnh thường quân, và năm ngoái chúng ta đã xin được của mạnh thường quân một số tiền gần 5.000 đô la. Năm nay kế hoạch mạnh thường quân năm ngoái có kết quả, nên năm nay ban chấp hành quyết định tiếp tục chương trình đó, và may mắn thay là năm nay với cái chỉ tiêu là 10.000 đô la cho chương trình mạnh thường quân đạt được. May mắn hơn nữa, mới đây có một vị mạnh thường quân chủ nhà hàng Ngọc Hưng không tham dự bữa tiệc nhưng đến tặng 500 đô la. Thành ra chỉ tiêu của mạnh thường quân đã vượt qua, chỉ tiêu về số người trên 10 người cũng đã vượt qua, và số bàn hiện diện ngày hôm nay cũng khá hơn năm ngoái 45 bàn. Chúng tôi hy vọng rằng công tác gây quỹ cho thương phế binh 2017 sẽ có kết quả tốt hơn. Và ông Nguyễn Hưng Thái, trưởng khối thương phế binh vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, tường trình về những sự giúp đỡ cho thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong năm 2016. Năm ngoái chúng tôi đã làm, đã thu được 21.000, và từ hết sửa phí tôi có gửi về được cho 200 thương phế binh, mỗi người được 100 đồng. Ngoài ra, Hội Hoa Tình Thương của chị Lê Tống Mộng Hoa có cho 40 phần cho thương phế binh của Quảng Đà, Huế, Thừa Thiên, mỗi người mỗi phần 50 đồng. Và Hội Thiện Tâm cho được 20 phần, mỗi phần 50 đồng. Như vậy là năm ngoái tụi tôi đã gửi về được 260 thương cho thương phế binh, và hy vọng cuộc tổ chức năm nay chúng tôi sẽ có được kết quả tương tự. Thưa ông, những cái tiêu chuẩn mà để cho các gia đình nhận được số tiền 100 hay là 50 Mỹ Kim là như thế nào? Dạ, thường thường tụi tôi chia ra là tật mất hai tay hai chân tôi tính là 100%, còn mất một nửa như một tay hay một chân gì là 50%, thì 100% thì là được 100 đồng, còn
một nửa 50% được 50 đồng. Tức là những mấy cái hội của Hoa Tình Thương của anh Thu đi gửi là mấy người 50%. Kính thưa ông, vậy là những người đó hàng năm đều được hay là mình thay phiên nhau để mà mỗi năm mỗi gia đình khác được nhận? Dạ, thay phiên nhau. Tại vì cái list của tụi tôi có là 1.200 người. Rồi tụi tôi cứ mà mỗi năm họ mỗi gửi á, thì cái số thương phế binh nó không có tăng lên, nó phải giảm đi. Mà năm nào họ cũng cố gắng họ gửi thì tôi cứ theo cái số thứ tự tôi gửi. À, hôm nay mình đến đây mình được dự một buổi tiệc này để fundraising cho các anh thương phế binh bên Việt Nam. Mình rất là hãnh diện và rất là vui mừng được tới đây. Thứ nhất và thứ hai nữa, cái đó là mình cũng phải cảm ơn tất cả những các anh chiến sĩ đã hy sinh về Tổ quốc mà tới ngày hôm nay để chúng ta được như ngày hôm nay. Tôi tới đây tham dự để ủng hộ tinh thần của các anh em chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và trong đó có người em ruột của tôi cũng đã chết vì quê hương. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để xây dựng lại quê hương, để mai mốt chúng ta sẽ trở lại về quê hương với trong danh dự và vinh đối với người chiến sĩ đã phục vụ quê hương của chúng ta và đã hy sinh cho Tổ quốc. Hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Hôm nay là nhân dịp rất là trùng hợp là mẹ đúng ngày hôm nay là ngày 49 ngày của mẹ cháu bà Đào Thượng Chí. Thì đây là con gái của cô Đào Thượng Chí và cũng là bà xã của Hiệp. Mẹ con là lúc mà thời còn sống thì lúc nào cũng nghĩ tới những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Và mẹ lúc nào cũng gọi tất cả các con cháu từng đứa một, gọi là phải đóng góp tiền để mà giúp cho những người thương phế binh, vì nhờ những người thương phế binh này mà đất nước được an bình và chúng con có được ngày hôm nay đến được Đức Mỹ. Dạ, thì lúc nào tụi con cũng nghĩ đến điều của mẹ, thì thành ra bây giờ mẹ đã mất thì cũng tụi con cũng sẽ cố gắng tiếp tục những cái lời mà mẹ dạy là phải giúp đỡ những người thương phế binh. Nguyện vọng của mẹ như vậy, thành ra khi mà đám tang của mẹ thì tất cả gia đình anh chị em đều đồng ý là sẽ không phúng điếu mà sẽ xin quan khách, nếu mà quan khách có đến dự mà muốn có cái lòng thì tưởng thương nhớ mẹ đó thì đóng cái tiền đó vô cái hội thương phế binh. Bích Phượng tường trình từ đêm thương binh 2017 Fortress Virginia.